đầy sông núi, anh em ta đắp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta về chiến cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Hải Sương xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 27 tháng 1 năm 2017, nhằm đêm 30 Tết. Vâng, chỉ vài giờ nữa thôi chúng ta sẽ giã từ năm cũ để bước sang năm mới Đinh Dậu. Và đây là buổi phát thanh lần thứ 2085 của đài Đáp Lời Sông Núi. Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây. Quận Cam đặt tên đường Trần Hưng Đạo. Phóng viên không biên giới lên án việc bắt bớ 3 người bất đồng chính kiến. 4 quan chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường bị kỷ luật vì thảm họa Formosa. Phú Yên bị lũ lụt nặng nề chỉ 2 ngày trước Tết. Hoa Kỳ sẽ mở rộng các căn cứ quân sự ở Philippines. Đồng Euro sẽ mất giá trị trong vòng 18 tháng tới. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Nguyên Khải gửi đến quý thính giả như mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Đây Là Sự Thật, Đặng Chí Hùng khẳng định không có chuyện hòa giải khi vẫn giữ ách độc tài và đàn áp người dân như Cộng sản Việt Nam đang làm. Giữa chương trình sẽ là bài quan điểm của lực lượng cứu quốc liên quan đến sự kiện Cộng sản Việt Nam tôn vinh một tên đồ tể đỏ. Và sau cùng chương trình sẽ được khép lại với một cúng giao thừa tống cựu nghinh tân đón mừng năm mới. Mời quý vị đón theo dõi. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của bà Mai Hương thuộc Hội Cao Niên Diên Hồng tại Oakland, California, Hoa Kỳ. Đồng thời để vinh danh bà Nguyễn Thị Minh Thúy, một người Việt yêu nước đang giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Canh và Nguyên Khải trình bày sau đây. Hội đồng thành phố Westminster, tiểu bang California đã bỏ phiếu thuận với tỷ lệ 5-0 trong việc đổi tên đại lộ Bonsa thành Bonsa Trần Hưng Đạo trong một buổi họp vào thứ Tư 25 tháng 1 vừa qua. Đề nghị đổi tên đường là Phó Thị trưởng thành phố, ông Tyler Yip, đề nghị cùng với sự ủng hộ của Thị trưởng Trí Tạ và sau đó được toàn thể Hội đồng thành phố biểu quyết thông qua. Đại lộ Bonsa là nơi quy tụ các cơ sở thương mại đông đảo nhất của người Việt tại Hoa Kỳ, nơi đây cũng được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn Cộng sản. Được biết, đề nghị treo cờ vàng vĩnh viễn trên đại lộ Trần Hưng Đạo cũng được thông qua trong buổi họp này. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vào hôm qua đã ra thông cáo lên án bạo quyền Việt Nam đã bắt giam 3 người bất đồng chính kiến vào những ngày giáp Tết Đinh Dậu. Trong thông cáo, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nêu rõ tên tuổi 3 người bị bắt là bà Trần Thị Nga tại tỉnh Hà Nam với cáo buộc vô cùng ấm ớ là tuyên truyền chống nhà nước. Người thứ hai là anh Nguyễn Văn Oai, một thanh niên Công giáo tại Nghệ An, từng bị bắt vào năm 2011 cùng với 13 người khác và bị kết án 4 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chế độ. Và người thứ ba là ông Nguyễn Văn Hòa, đã bị bắt đi và mất tích kể từ ngày 11 tháng 1 với cáo buộc lạm dụng các quyền tự do dân chủ để chống phá nhà nước. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nhận định rằng cả ba người bị bắt chỉ bày tỏ ý kiến khác biệt nhưng bị bạo quyền chụp mũ các tội danh ấm ớ nói trên. Ngoài việc kêu gọi Hà Nội phải trả tự do cho ba tù nhân lương tâm nói trên, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng kêu gọi cộng đồng thế giới văn minh hãy lên tiếng can thiệp cho bà Trần Thị Nga và hai ông Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Hòa. Nhà nước Việt Nam vừa hôm qua loan báo là 4 quan chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bị kỷ luật vì có liên quan đến thảm họa cá chết ở vùng biển miền Trung mà thủ phạm là nhà máy gang thép Formosa, Hà Tĩnh. Tuy nhiên, Hà Nội không cho biết tên tuổi của 4 quan chức này, chỉ cho biết là một tổng cục phó đã bị cách chức ủy viên thường vụ thuộc đảng ủy của Bộ. 3 quan chức còn lại là 2 trưởng phòng và 1 phó phòng, nhưng không nói rõ đặc trách lĩnh vực nào. Cần nhắc lại là sau nhiều tháng xảy ra thảm họa Formosa, một trong các quan chức được xem có trách nhiệm lớn nhất là ông Võ Kim Cự, cựu bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, vì chính ông này là người ký hợp đồng cho phép tập đoàn Formosa mở nhà máy ở Vũng Áng với thời hạn cho thuê đất lên đến 70 năm.
Những cơn mưa quá lớn trút xuống tỉnh Phú Yên đã khiến cho huyện Tuy An bị ngập lụt trong ngày 29 Tết, một hiện tượng chưa từng diễn ra suốt mấy năm qua. Theo tường thuật của Chủ tịch huyện Tuy An, thì tình trạng ngập lụt không chỉ vì mưa lớn, mà còn là do đập nước Đồng Tròn xả lũ vì sợ bể đập. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu cả thước, gây điêu đứng cho người dân trong những ngày đi sắm sửa ăn Tết. Và không chỉ có chợ hoa Tết ở Phú Yên bị ế ẩm nặng nề vì mưa lớn, một số tỉnh thành khác như Quảng Nam, Đà Nẵng cũng lâm vào cảnh ế ẩm vì lượng hoa Tết quá nhiều, người bán nhiều hơn người mua. Bộ Quốc phòng Phi vào hôm qua loan báo là Hoa Kỳ sẽ mở rộng các căn cứ quân sự tại Phi trong năm nay, theo tinh thần của thỏa ước quốc phòng được ký kết giữa hai nước vào năm 2014. Bất chấp lời đe dọa là muốn hủy bỏ thỏa ước này của Tổng thống Rodrigo Duterte, Bộ trưởng Quốc phòng Phi, ông Delfin Lorenzana, vào hôm qua tuyên bố là thỏa ước này sẽ được tiếp tục tiến hành với một số nhà kho, doanh trại và phi đạo sẽ do Hoa Kỳ xây dựng tại năm khu vực đã ghi trong thỏa ước. Song song với lời tuyên bố trên, ông Lorenzana còn cho biết là Phi đã đề nghị với Trung Cộng cung cấp 3 tàu cao tốc, 2 chiếc máy bay tự điều khiển, 1 người máy chuyên phá bom mìn. Trong số vũ khí có trị giá lên đến 14 triệu Mỹ Kim mà Trung Cộng hứa tặng cho Phi, hầu đối phó với nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf ở miền Nam. Ứng cử viên đại sứ Mỹ tại khối Liên hiệp Âu Châu đưa ra lời tiên đoán là đồng euro sẽ mất giá trị trong vòng 18 tháng tới sau cuộc ly khai của nước Anh và các chính sách mậu dịch mới của nội các Donald Trump. Giáo sư Ted Malloch, người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm đại sứ Mỹ tại khối Âu Châu, đưa ra lời tiên đoán nói trên sau khi tiết lộ là hai nước Anh-Mỹ sẽ ký kết hiệp định tự do mậu dịch song phương trong vòng 3 tháng tới. Theo ông Malloch, thì Anh cần chấm dứt mối quan hệ với khối Âu Châu càng sớm càng tốt để khỏi bị ràng buộc bởi các luật lệ của khối này. Trong khi đó, thì Thủ tướng Anh Theresa May đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Tổng thống Donald Trump vào hôm nay. Và vào hôm qua, bà May tuyên bố là hai nước Mỹ, Anh sẽ trở lại vị thế lãnh đạo thế giới và cho biết là mình sẽ có một món quà đặc biệt tặng ông Trump, đó là một cái bát có hai quai dùng để uống rượu whisky của xứ Tô Cách Lan, quê hương của thân mẫu. Gần đây, nhiều đảng viên Cộng sản Việt Nam hay nhắc đến cụm từ hòa hợp hòa giải, nhưng thực tế Đảng Cộng sản Việt Nam có làm điều đó hay không? Và dân tộc Việt Nam có cần hòa giải hòa hợp hay không? Mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Đây là sự thật với Đặng Chí Hùng và Tâm Anh để có câu trả lời xác thực. Vâng, với hệ thống Audio Now chỉ cần bấm số 1-712-832-7123. Quý thính giả có thể nghe Đài Đáp Lời Sông Núi qua điện thoại bất cứ lúc nào với giá cùng cuộc gọi thông thường. Tâm Anh trân trọng kính chào quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Đây là sự thật. Mến chào anh Đặng Chí Hùng. Thưa anh, một số cán bộ cộng sản gần đây thường đưa ra khái niệm kêu gọi hòa giải dân tộc. Theo anh, có cần phải hòa giải dân tộc hay không? Kính thưa quý thính giả, xin chào chị Tâm Anh. Thật ra cái quan chức Cộng sản Việt Nam cũng đã vài lần nói đến điều này, như trước kia là Võ Văn Kiệt hay là Minh Triết đã từng nói. Nhưng mà trước hết thì tôi phải khẳng định rằng dân tộc Việt Nam chỉ là một, dù là Bắc, Trung hay Nam. Dân tộc Việt Nam chỉ là một, dù là Mường, Nùng, Tày hay Kinh. Dân tộc Việt Nam chỉ là một, dù là nam hay nữ, là già hay trẻ. Và dân tộc Việt Nam chỉ là một, dù là làm nghề gì, hoặc có học hay không có học. Dân tộc Việt Nam chỉ có là một, dù là người giàu hay là người nghèo. Dân tộc Việt Nam chỉ là một, dù sống ở trong nước hay là hải ngoại. Vì thế không cần ai phải hòa giải dân tộc Việt Nam cả. Dân tộc Việt Nam không có sự bất hòa. Những kẻ nói hòa giải dân tộc thực chất là đang đánh tráo khái niệm giữa cộng sản và người tự do. Sự đối lập chỉ có giữa cộng sản và người không cộng sản. Muốn có hòa giải thật sự thì chỉ là sự hòa giải giữa một bên thủ ác là cộng sản Việt Nam và những người nạn nhân, tức là toàn thể người Việt không cộng sản. Muốn hòa giải giữa cộng sản và người dân thì cộng sản trước mắt phải buông dao để người dân tự quyết, tự bầu cử, tự do xây dựng chính quyền dân chủ mới thì mới có hòa giải. Không bao giờ có chuyện giết người cướp của xong rồi chỉ đưa một cái mồm ra nói một câu là hòa giải là xong. Không có chuyện hòa giải khi vẫn giữ cái ách độc tài và đàn áp người dân như Cộng sản Việt Nam đang làm. Nói tóm lại là muốn hòa giải, hòa hợp thì kẻ thù ác Cộng sản Việt Nam phải làm tối thiểu những điều mà tôi đã nói. Nhưng tôi nghĩ không có chuyện đó xảy ra từ phía Cộng sản Việt Nam. Thưa anh, tại sao anh lại nghĩ rằng không thể có chuyện hòa giải, hòa hợp từ phía Cộng sản Việt Nam đối với người dân trong và ngoài nước? Thưa quý thính giả, chúng ta phải khẳng định. Vì Đảng Cộng sản Việt Nam là những kẻ luôn nói mà không thực hiện bất cứ những gì họ nêu ra. Ví dụ như là Hiệp định Paris, hay là cam kết nhân quyền, hay là tôn giáo, hay là bầu cử, vân vân. Vì thế, không thể nào tin được Cộng sản Việt Nam nói. Tiếp theo, Cộng sản Việt Nam là một cái băng đảng mafia. Họ dựa trên cái điều 4 hiến pháp coi đảng là độc quyền cai trị Việt Nam. Đồng thời, chúng cũng dựa trên lý luận của Cộng sản, nên chúng tự coi chúng là một cái giai cấp luôn phải đấu tranh.
để loại bỏ giai cấp khác. Vì thế, về lý luận thì Cộng sản Việt Nam cũng không hòa giải với người dân được. Trong thực tiễn, Cộng sản Việt Nam là tay sai của Trung Cộng. Muốn duy trì chế độ Cộng sản Việt Nam thì họ phải đàn áp dân theo lời của Tổng Cộng. Không thể có chuyện Cộng sản Việt Nam đi hòa giải với người dân được. Và cuối cùng, với bản chất tham lam vô độ, Cộng sản Việt Nam rất sợ khi người dân có dân chủ sẽ mất hết tài sản mà chúng vơ vét được trước đây của dân. Đó chính là cái lý do mà chúng không thể thực hiện cái việc bung ra thành Phật được. Cộng sản Việt Nam vẫn đang hàng ngày thực thi cái chính sách khủng bố đàn áp người dân, đã nói lên cái điều đó. Có thể thấy những cái ví dụ cụ thể như Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước đàn áp người yêu nước, hay là dân oan, hay thi hành chính sách độc tài công an trị vân vân, đã cho thấy họ chỉ là nói bằng mồm mà chưa bao giờ thật tâm muốn hòa giải với người dân Việt Nam. Như vậy có thể kết luận rằng không chuyện hòa giải hòa hợp với Cộng sản Việt Nam được. Đúng là Đảng Cộng sản sẽ không từ bỏ quyền lực để về với người dân một cách dễ dàng. Vậy theo anh, đâu là những việc cần làm để người dân đứng lên xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị ở Việt Nam? Thưa quý thính giả, thưa chị Tâm Anh, dân tộc Việt Nam chỉ có thể đứng lên nếu các cái phương tiện truyền thông tự do cần cho người dân biết họ sắp phải làm nô lệ cho tàu, phải chấm dứt hoàn toàn cái tư tưởng xin cho lỗi với Cộng sản, vì Cộng sản Việt Nam chỉ là một cái băng đảng hoạt động phi pháp. Dứt khoát chúng ta phải có cái tư tưởng không thể hợp với Cộng sản, phải xóa bỏ chế độ Cộng sản. Chúng ta phải chấm dứt cái mơ tưởng mới gọi là đa nguyên mà Cộng sản tồn tại. Phải chấm dứt tư tưởng chống Cộng nhưng lại thờ Hồ và lại Cộng sản Việt Nam, trước kia tốt nay xấu. Bởi vì từ Hồ Chí Minh cho đến tất cả các đảng viên Cộng sản, dù trực tiếp hay gián tiếp, cũng đều là tội đồ của dân tộc Việt Nam. Phải có một cái liên minh dân tộc kết nối thực sự các cái tổ chức hay cá nhân yêu nước. Và cuối cùng, người dân Việt Nam cần phải thấy cái việc quan trọng nhất, đó là phải đặt lợi ích dân tộc Việt Nam lên hàng đầu. Đó là những cái điều theo tôi là cơ bản nhất để có thể đem lại ánh sáng tự do cho Việt Nam trong tương lai gần. Tâm Anh chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương mục Đây là sự thật của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trân trọng kính chào tạm biệt quý vị. Mến chào anh Đặng Chí Hùng và Tâm Anh hẹn anh vào tuần tới. Xin chào quý thính giả Đáp Lời Sông Núi. Xin chào chị Tâm Anh. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ gian gian, ta thể chết cho quê hương. Sự kiện ngày 20 tháng 1 tuần vừa qua, Học viện Cảnh sát ở Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành tượng Lee Zelensky, người sáng lập cơ quan công an Liên Xô. Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Cộng sản Việt Nam tôn vinh một tên đồ tể đỏ sẽ được Hải Nguyên trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay. Thưa quý thính giả, thông thường vẽ hình tạc tượng luôn là cách dùng để ghi nhớ và thể hiện tình cảm quý mến của người còn sống đối với người đã khuất. Họa hoàn mới có trường hợp vẽ hình kẻ đối nghịch với mục đích báo thù. Theo báo chí Cộng sản Việt Nam, ngày 20 tháng Giêng năm 2017, Học viện Cảnh sát Nhân dân ở Hà Nội vừa khánh thành tượng Felix Dzhek Zelensky, người lãnh đạo đầu tiên ngành công an Liên Xô. Buổi lễ có sự hiện diện của các quan chức công an Việt Nam, ông Vadim Bublikov, tham tán Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và đại diện Trung tâm Văn hóa Nga tại Hà Nội. Qua sự kiện này, chúng tôi những người quan tâm đến tiền đồ của dân tộc và hạnh phúc của toàn dân, muốn nêu ra vấn đề này để quý thính giả nói chung và những người Cộng sản Việt Nam nói riêng có sự nhận định chính xác, trung thực với lương tâm trong sáng của mình. Lẽ ra, vào những ngày này, chuyện của ngày hôm nay để nó trôi vào quá khứ, hầu cùng nhau hướng tới tương lai. Nhưng nếu không lên tiếng, thì những việc làm quái gở này sẽ còn tiếp tục diễn ra một cách vô trách nhiệm. Rồi tiền thuế của người dân sẽ được dùng vào những việc vô bổ này. Trước hết, Felix Dzhek Zelensky là một kẻ sát nhân tàn ác, người sáng lập cơ quan công an Liên Xô đầu tiên với câu nói, người cán bộ công an phải có cái đầu lạnh, trái tim nóng và đôi bàn tay sạch. Felix Dzhek Zelensky sinh ra tại Ba Lan, học hành giang dở, đi theo phong trào Cộng sản quốc tế. Ngày 20 tháng 12 năm 1917, Felix Dzhek Zelensky được Lenin chỉ định làm chủ nhiệm Ủy ban đặc biệt toàn quốc về đấu tranh chống phản cách mạng. Tung tin thất thiệt và phá hoại là cơ quan mật vụ của nhà nước Xô Viết, viết tắt là Cheka. Cơ quan mật vụ này có quyền xử tử bất cứ ai đối nghịch với nhà cầm quyền Xô Viết. Cheka đã giúp Lenin giữ vững vị trí lãnh đạo độc tài của ông ta. Thời kỳ này có ít nhất nửa triệu người Nga đã bị giết.
sau khi Lenin qua đời, Dzhek Zelensky được Stalin cho giữ chức Chủ tịch Hội đồng Kinh tế tối cao Liên Xô. Dzhek Zelensky là người lập ra các trại tập trung ở Nga, có tiếng là một lãnh đạo cộng sản không khoan nhượng, không tham nhũng và cuồng tín. Ngoài chuyện đem quân Liên Xô đánh Ba Lan năm 1920, Dzhek Zelensky được cho là đóng vai trò chính trong các vụ tàn sát người Nga, bị quy kết là phản cách mạng. Theo một bài trên trang của Đài Tiếng Nói Ba Lan về lịch sử có nội dung, tháng 10 năm 1918, những công nhân tại Moscow đình công và bị vây bắt, quy kết là phản cách mạng và xử bắn bằng súng máy. Tại Petrograd, nhiều người bị lĩnh án tử hình, tay họ bị trói cùng nhau, và đến đêm bị đẩy lên các xà lan gỗ, đem ra ném xuống vịnh Phần Lan. Người ký sắc lệnh đó chính là Felix Dzhek Zelensky. Dựa vào những sử liệu ở Nga cũng như ở Ba Lan, sau khi Liên Xô tan rã, pho tượng nặng 11 tấn của Dzhek Zelensky đặt trước Bộ Công an. Năm 1991, đã bị kéo vào một công viên. Nhiều tên đường ở Ba Lan đã bị thay thế. Vậy tại sao Nguyễn Phú Trọng và Bộ Công an nay lại dựng tượng để tôn thờ kẻ mà bàn tay vẩy máu hàng triệu sinh mạng, mà người Ba Lan gọi là đồ tể đỏ như vậy? Quyết định dựng tượng Dzhek Zelensky chắc chắn Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị mang tâm trạng bất an. Khi thấy lòng người Việt Nam, trong ấy không ít là công an, bộ đội chán ghét đến ghê tởm Đảng Cộng sản, thì bất cứ lúc nào lực lượng võ trang này cũng có thể quay mũi súng về phía Đảng, nên Trọng phải dùng đến hồn ma bóng quế của Felix Dzhek Zelensky để trấn áp sự trở cờ của công an bộ đội. Làm việc này, Cộng sản Việt Nam cũng chứng tỏ sự mù quáng, mê muội đến cuồng tín khi tuyệt đối tin tưởng vào sự vĩnh cửu của chủ nghĩa cộng sản, nên sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ chế độ, mà quên rằng bánh xe lịch sử luôn đi tới, mọi chế độ chính trị đều phải thay đổi. Dzhek Zelensky là kẻ phản bội Ba Lan, nay Nguyễn Phú Trọng cố noi gương, nên Nguyễn Phú Trọng chính là kẻ phản bội nhân dân Việt Nam và muốn kéo theo lực lượng công an cùng phản bội tổ quốc như Trọng. Vì vậy, đối với Cộng sản Việt Nam, thì Felix Dzhek Zelensky là tấm gương học hỏi để gây thêm tội ác với nhân dân Việt Nam, không giải thích cách nào khác để thuyết phục người dân được. Người dân Việt Nam hôm nay đang cần cơm áo, gạo tiền, cần nhà thương, trường học, cầu đường, cần môi trường trong sạch, cần nước sạch để uống, cần không khí trong lành để thở, cần thực phẩm không có chất độc để ăn, cần tự do, dân chủ, nhân quyền, cần tình thương đồng loại, cần một chính quyền của dân, cho dân và vì dân. Không cần tượng đài, không cần khẩu hiệu. Người dân Việt Nam không muốn một tập đoàn lãnh đạo phản bội, thối nát, độc tài như hiện nay. Khi vận nước xoay vần, thì những tượng đài ngàn tỷ kia cũng sẽ bị đập bỏ. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục gây thêm tội ác, thì ngày ấy chắc sẽ không còn xa. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi. Thưa quý thính giả, cúng giao thừa hay còn gọi lễ trừ tịch là giờ phút cuối cùng của năm cũ bước qua năm mới. Ý nghĩa lễ này là đem bỏ đi những điều xấu của năm cũ để đón những điều tốt đẹp cho năm mới đang đến. Nhằm nhắc lại tập tục này, mời quý thính giả theo dõi tiết mục cúng giao thừa tại gia đình ông bà Tám do nhóm phóng viên của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi thực hiện sau đây. Ông à, tôi đã chuẩn bị đầy đủ hoa quả, nhang đèn để cúng giao thừa rồi đó. Năm nay thời tiết mưa bão quá, nên tôi sai sắp nhỏ bày biện hương án ở trong nhà. Vậy ông coi chuẩn bị để làm lễ cúng giao thừa đi nha. Sắp tới giờ rồi đó. Biết rồi, mấy hôm nay tôi đã chay tịnh giữ mồm giữ miệng, không nói lời nặng nhẹ nè.
tôi cũng chẳng có dám văn tục chơi thề kiên cứ rượu chè bè bét là để tỏ hết lòng thành cầu xin trời Phật độ trì cho nhà mình cũng như cho dân tộc Việt sớm có được thái bình yên vui đó bà ơi. Thì tôi nhắc chừng ông vậy mà. Sắp nhỏ đâu rồi ha, tôi thắp đèn đốt hương lên đi tụi con, tới giờ rồi đó. Dạ, mình bắt đầu được rồi tía. Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần Long Mạch Tao Quân, Sơn Thần Long Thần Thổ Địa Thổ Công. Kính lạy các vị anh hùng liệt nữ, các cụ tổ tiên nội ngoại, chư vị tiên linh. Nay là phút giao thừa giữa năm Bính Thân và năm Đinh Dậu. Theo dẫn luật tông cụ nghinh tân, giờ tí đầu xuân đón mừng nguyên đan, chúng con thành tâm tu biện hương hoa phẩm vật nghi lễ cung trần trình lên trước an kinh dân Phật thánh cung hiến tôn thần tiếng cung tổ tiên đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh. Chúng con cùng thỉnh ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị đại dương, ngài Bản Sư Thần Linh Thổ Địa Hỷ Thần Phúc Đức Chính Thần, ngài Ngũ Phương Long Mạch Tài Thần, các ngài Bản Gia Tao Phụ Thần Quân và chư vị thần linh cai quản ở trong sư này, cúi xin giang lâm trước an thụ hưởng lễ vật. Chúng còn lại cung thỉnh các cụ tiên linh cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, bá thúc đệ huynh cô dì tỷ muội, nội tộc ngoại tộc, chư vị hương linh cuối sinh giang pho linh sàng thủ hưởng lê vật. Tinh chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ hậu chủ y thảo thù mộc ở trong đất này nhân tiết giao thừa giang lâm trước can chiêm ngưỡng tân xuân thụ hưởng lễ vật. Nguyện xin cho chúng con tần niệm khang thai ngày đêm tốt lành, thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, giải tâm lòng thành cuối sinh chân giam phục duy cẩn cao. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Nguyễn Thị Minh Thúy, bị bắt ngày 5 tháng 5 năm 2014 với bản án 3 năm tù giam. Một người Việt đã bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.